Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Cấp báo phát hiện biến thể COVID-19 mới, cả nước chủ động phòng chống đừng chủ quan. Thưa quý vị và các bạn, biến thể COVID-19 vẫn đang còn đây đó, ca nhiễm mới vẫn còn. Không quá lo âu nhưng không thể chủ quan. Dù đều đã tiêm vaccine đủ 4 mũi nhưng vừa rồi gia đình tôi ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn có 3 người lớn bị mắc COVID-19. Không rõ bị dính lây bệnh trên xe buýt, taxi hay sảnh sân bay lúc đến đón người thân nhưng chúng tôi cứ liên tục có kết quả xét nghiệm hai vạch. Đầu tiên là vợ tôi 68 tuổi, bị sốt cao, đau nhức, sổ mũi mấy ngày, đến bệnh viện được yêu cầu xếp hàng khám như bệnh thông thường. Sang bệnh viện khác, bệnh viện Quân dân y miền Đông có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19. Bệnh viện giao kết quả xét nghiệm và hướng dẫn về trạm y tế phường. Nhân viên y tế chỉ hướng dẫn về uống thuốc paracetamol hạ sốt và vitamin C tăng đề kháng, nếu khó thở thì đến bệnh viện. 3 ngày sau đến lượt tôi 69 tuổi bị sốt cao, tự test cũng cho kết quả dương tính. Triệu chứng có vẻ nặng hơn bà xã, bụng cồn cào như sát muối và mất hoàn toàn khứu giác, vị giác. 3 ngày sau nữa đến lượt con trai tôi 38 tuổi cũng có kết quả dương tính sau khi đã sốt khá cao, đau rát họng. Sau hơn 10 ngày tự mua thuốc uống, cả nhà tôi đều đã âm tính với virus COVID-19. Nhưng sự mệt mỏi, ho đờm thì vẫn dai dẳng, y như những triệu chứng mà người ta vẫn gọi là hậu COVID-19. Không ít người có triệu chứng giống như chúng tôi, hầu hết không xét nghiệm. Tôi nghĩ virus COVID-19 vẫn đầy đó trong cộng đồng. Số ca bệnh nặng không nhiều vì hầu hết dân số đã được tiêm nhiều mũi. Phần đông những người có triệu chứng như mắc COVID-19 hiện nay không xét nghiệm, không khai báo y tế, có bệnh, tự điều trị. Con số ca mắc mới vì thế khó có thể thống kê và công bố chính xác. Thông tin COVID-19 đang quay trở lại với những biến chủng mới như XBB.1.5 và tốc độ lây lan mạnh đã được nhiều quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc cảnh báo. Trung Quốc dù đã quyết định mở cửa cho du khách và xuất nhập cảnh, nhưng cũng thừa nhận số ca mắc đang cao và tăng liên tục. Nhật Bản cũng đang đau đầu với tình trạng có ngày tới 300 người tử vong vì mắc COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đại dịch COVID-19 hoành hành dữ dội hồi đầu năm 2021, nay hàng quán đông đúc đến đáng ngại khi không ít người đã bỏ khẩu trang, bỏ qua chuyện thường xuyên rửa tay sát khuẩn. Một cái Tết không nghe những thông tin ca mắc mới vui hơn năm ngoái cũng là lẽ thường. Nhưng có vẻ đang rất chủ quan trong tình hình dịch COVID-19 mới, chỉ giảm tử vong chứ chưa chấm dứt. Là những người trong cuộc mới bị mắc COVID-19, chúng tôi cho rằng việc thực hiện xét nghiệm, sàng lọc, phát hiện và tiếp nhận điều trị cho người bệnh bị mắc COVID-19 tại các cơ sở y tế hiện nay đang có phần không thống nhất, lỏng chặt tùy nơi. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh ở trong nước và thế giới, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về tăng cường phòng chống COVID-19, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh tiêm chủng và Bộ Y tế cũng đã có chỉ đạo khẩn việc này. Thiết nghĩ mỗi người, mỗi nhà và xã hội hãy chủ động phòng bệnh chứ đừng chủ quan khi biến chủng mới vẫn rình rập khắp nơi. Đỉnh dịch COVID-19 ở Trung Quốc có thể kéo dài 2 đến 3 tháng nữa. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc bất ngờ gỡ bỏ các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt vào tháng trước và mở cửa lại biên giới vào cuối tuần qua. Trong thời gian ngắn, dịch đã lây lan mạnh, các đô thị lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, các tỉnh đông dân như Hà Nam, Tứ Xuyên và nhiều tỉnh thành trên khắp Trung Quốc mới đây thông báo đã đạt đỉnh dịch. Tuy nhiên, ông Zheng Wang, cựu chuyên gia dịch tễ học trưởng tại Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc cảnh báo, đợt bùng phát tồi tệ nhất vẫn chưa hết. Ông Zheng cho hay, trọng tâm ưu tiên của chúng ta thời gian qua là những thành phố lớn. Đã đến lúc tập trung vào các vùng nông thôn. Ông cho biết một nhóm lớn dân số ở vùng nông thôn, nơi có cơ sở y tế tương đối nghèo nàn đang bị bỏ lại phía sau, bao gồm cả người già, người bệnh và người tàn tật. Quốc gia tỷ dân Trung Quốc đang bước vào đợt xuân vận 2023 với dự báo sẽ có hơn 2 tỷ lượt đi lại trong thời gian diễn ra Tết Nguyên đán. Trong tuần này, Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo về những rủi ro bắt nguồn từ việc đi lại trong kỳ nghỉ. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng Trung Quốc đã báo cáo không đầy đủ các trường hợp tử vong do COVID-19. Trong một tháng qua, nước này chỉ ghi nhận dưới 5 ca tử vong vì COVID-19 mỗi ngày và ngừng báo cáo số ca tử vong kể từ đầu tuần này. Đáp lại, Bắc Kinh khẳng định, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Trung Quốc đã chia sẻ thông tin và dữ liệu liên quan tới cộng đồng quốc tế một cách cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm. Ngày 13 tháng 1, các chuyên gia Trung Quốc cho biết họ đã phát hiện một trường hợp nhiễm biến thể phụ XBB.1.5 của Omicron. Theo các nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới, mô tả đây là biến thể phụ dễ lây truyền nhất từ trước đến nay, dù không có bằng chứng nào cho thấy nó nghiêm trọng hơn. Người giàu ra oai, người sang xấu hổ. Thưa quý vị và các bạn, một đất nước tiến bộ thì người giàu phải là người sang chứ không thể dung túng cho nghịch lý. Người giàu ra oai mà người sang xấu hổ. Người giàu ra oai là chuyện không hiếm gặp trong xã hội hôm nay.
người giàu ra oai bằng siêu xe, bằng biệt phủ hoặc bằng danh hiệu, bằng học vị cũng bình thường. Thế nhưng người giàu ra oai bằng cách gây tổn thương cho người khác thì không thể chấp nhận. Vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Đất Quảng kiêm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam dùng gậy đánh gôn để tấn công một nữ nhân viên đang phục vụ ngay tại sân gôn vào ngày 5 tháng 12 năm 2022 từng khiến dư luận phẫn nộ. Sau hơn một tháng mở hồ sơ truy xét, Công an quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng ra quyết định xử phạt hành chính với ông Nguyễn Viết Dũng với số tiền là 6,5 triệu đồng. Vì sao ông Nguyễn Viết Dũng dùng gậy gôn đánh người mà không bị khởi tố hình sự? Cơ quan điều tra cho rằng mức độ hành vi của ông Nguyễn Viết Dũng ít nghiêm trọng và thương tích của nữ nhân viên cũng không có cơ sở để xếp tỷ lệ. Đồng thời nữ nhân viên cũng đã có đơn bãi nại, nên hành vi của ông Nguyễn Viết Dũng được xác định không cấu thành tội phạm. Nếu đánh người mà chỉ nộp phạt thì đơn giản quá. Có thể căn cứ khoản 1 điều 134 Bộ Luật Hình Sự thì cơ quan điều tra chỉ khởi tố vụ án khi có yêu cầu của bị hại. Nhưng trong trường hợp ông Nguyễn Viết Dũng cần phải có thái độ nghiêm khắc hơn. Bởi lẽ ông Nguyễn Viết Dũng là một đảng viên, lại được tín nhiệm có mặt trong Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ông Nguyễn Viết Dũng đã có hành vi tác động xấu đến môi trường cộng đồng và tạo bức xúc cho quần chúng. Ông Nguyễn Viết Dũng cần phải chịu sự trừng phạt cao hơn số tiền 6,5 triệu đồng vì nữ nhân viên đã phải nhập viện sau cú ra tay mà ông Nguyễn Viết Dũng khai nhận đánh vào vành ngoài nón lá mà chị đang đội, cây gậy trượt qua vai chị và đập xuống mặt đất bị gãy. Một quý ngài vai mang túi bạc kè kè mà dùng vũ lực với phụ nữ có thân phận nghèo khó hơn thì liệu có còn xứng đáng là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam không? Xưa nay người Việt Nam vẫn quan niệm vô phúc đáo tục đình. Những người thấp cổ bé họng càng ngại rằng co tranh chấp với người có tiền và có quyền. Tuy nhiên, nền tảng luật pháp phổ thông và ý thức văn minh hiện đại không cho phép bất kỳ ai ngang nhiên, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người khác. Đằng này, ông Nguyễn Viết Dũng còn dùng gậy gôn như một thứ vũ khí ngạo mạn và hung hăng. Một nguồn tin cho biết Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam sẽ triệu tập phiên họp bất thường trước Tết Nguyên đán để xem xét tư cách đại biểu của ông Nguyễn Viết Dũng. Đây là một thái độ rất cần thiết. Đừng nhân nhượng với cái xấu và cái ác đang trờn vờn xung quanh chúng ta. Một đất nước tiến bộ thì người giàu phải là người sang, chứ không thể dung túng cho nghịch lý người giàu ra oai mà người sang xấu hổ. Xin nhớ đại biểu Hội đồng Nhân dân chưa hẳn là người giàu, nhưng nhất định phải là người sang trong mắt thiên hạ.